xin chào các bạn, mình tên là Ngô Thảo Chi và hôm nay mình sẽ làm món trứng nước thịt. Và nguyên liệu là mình cần 4 quả trứng và mình lặn thịt, và mình đã xay thịt ra, và hành khô và nước mắm, muối, hạt tiêu và dầu ăn. Trước tiên mình đã xay thịt ra và đã rửa thịt rồi, bây giờ mình sẽ bật trứng ra đây. Mình sẽ cho thêm thịt vào. Từ từ đây này. Bây giờ mình cũng sẽ cho hành khô vào luôn. Rồi sau rồi, bây giờ mình sẽ cho một chút muối. Rồi mình cũng phải sẽ cho một chút nước mắm. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh. Bây giờ mình cũng cho thêm một ít hạt tiêu vào cho nó thơm nhé. Bây giờ mình sẽ đánh đều này ra. Rồi sau bây giờ mình sẽ dùng đến bếp. Và trước tiên mình phải cho dầu ăn vào. Mình sẽ đun đắng, nóng dầu ăn lên. Đổ trứng này nhé. Đây là món mình tự làm, nên là em sẽ nó không có ngon nhá. Ngon lắm. Các bạn muốn thử không? Và bây giờ mình phải chào tạm biệt rồi. Bye bye.